Max Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Apple Watch hay iPhone của bạn bị xước? Đến ngay Max Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Ngay từ khi tách ra thành một thương hiệu con, thì dòng sản phẩm Redmi của Xiaomi đã tạo được dấu ấn khá lớn trên thị trường nhờ thiết kế đẹp, giá rẻ và đặc biệt là cấu hình cao cấp trong tầm tiền. Tuy nhiên, với tư cách là một thương hiệu riêng, thì Redmi cũng sẽ cần phải có một chiếc điện thoại chủ lực để đối đầu với những hãng di động khác trong phân khúc cao cấp. Đã có khá nhiều thông tin về chiếc điện thoại cao cấp nhất đóng mác Redmi và chỉ đến giờ chúng ta mới biết được cái tên thực sự của chiếc điện thoại này là Redmi Pro 2, tức kế nhiệm chiếc Redmi Pro đã được ra mắt cách đây vài năm. Dù sao thì điều này cũng khá thú vị, bởi Redmi Pro dù chỉ là một mẫu điện thoại trung cấp nhưng nó vẫn đang ở mức giá cao nhất của thương hiệu này khi ra mắt. Và Redmi Pro 2 sẽ là một cái tên phù hợp để đặt trên chiếc flagship của Redmi trong năm nay. Và sau đây, X Studio sẽ cùng các bạn tổng hợp nhanh những đặc điểm, tính năng chắc chắn nhất mà Xiaomi Redmi Pro 2 sẽ có khi ra mắt. Đầu tiên là về thiết kế. Đây có lẽ là điểm khá khó đoán trên chiếc flagship mới của Redmi. Lý do chính là bởi ngay cả người đứng đầu thương hiệu này cũng mới gần đây xác nhận rằng công ty đang cân nhắc nhiều lối thiết kế khác nhau cho chiếc điện thoại này. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai kiểu thiết kế tràn viền đục lỗ như Galaxy S10 hoặc là thò thụt camera như các điện thoại của Vivo, Oppo gần đây. Trong một thông tin mới nhất, thì ông chủ của Redmi đã được bắt gặp sử dụng một mẫu điện thoại có cụm camera thò thụt ở đỉnh máy. Điều này đồng nghĩa là thiết bị sẽ có một màn hình tràn viền hoàn toàn, không khiếm khuyết. Và chắc chắn là nếu muốn, Xiaomi có thể quảng cáo màn hình chiếc Redmi của họ là tràn viền 100% cũng được. Về hiệu năng, tiếp nối truyền thống giá rẻ hiệu năng cao đã có trên những người tiền nhiệm đi trước, hiển nhiên là Xiaomi sẽ trang bị cho chiếc Redmi Pro 2 con chip xử lý mạnh nhất hiện nay của Qualcomm là Snapdragon 855. Do đó, về hiệu năng thì đây rõ ràng là điều không cần phải bàn trên chiếc điện thoại này. Các thành phần phần cứng xử lý đáng chú ý khác của chiếc Redmi Pro 2 bao gồm màn hình Full HD cộng, dung lượng RAM cơ bản từ 8GB và có thể lên tới 10GB cho bản cao cấp nhất. Bộ nhớ trong cũng có thể tùy chọn từ 128GB đến 256GB. Tất cả sẽ đều làm nên một sức mạnh xứng tầm quái vật cho chiếc Redmi Pro 2 khi ra mắt. Về camera, đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là một màn cải tiến đáng chú ý của Redmi Pro 2. Các thông tin cho biết máy sẽ được trang bị cụm 3 camera chính với cảm biến chính là 48MP và hai cảm biến phụ 8MP và 13MP. Trong đó, camera 48MP chắc chắn sẽ sử dụng cảm biến IMX576 của Sony. Còn hai cảm biến còn lại sẽ đóng vai trò là camera góc rộng và camera đo chiều sâu. Trong khi đó, camera trước của thiết bị nhiều khả năng sẽ có độ phân giải cao lên tới là 32MP, tức tương tự chiếc Redmi i3 gần đây. Ngoài cảm biến lớn, camera của Redmi Pro 2 cũng được hỗ trợ AI để tự động tối ưu cảnh chụp tốt hơn. Về pin, Redmi Pro 2 nhiều khả năng sẽ được trang bị quả pin dung lượng tương đối lớn, có thể lên tới 4000mAh hoặc hơn, cùng khả năng sạc nhanh Quick Charge của Qualcomm. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến cho thiết bị một thời lượng sử dụng vượt trội so với một ngày sử dụng thoải mái. Dĩ nhiên thì cũng cần phải kiểm chứng thêm ở điều kiện thực tế thì mới có thể kết luận được. Và cuối cùng là giá bán. Đây có lẽ chính là phần hấp dẫn nhất mà fan hâm mộ của Xiaomi mong chờ trên chiếc điện thoại này. Bởi chỉ mới đây thôi, ông chủ của Redmi còn tự hào cho rằng chiếc điện thoại của họ xứng tầm huyền thoại khi xét đến chỉ số hiệu năng giá bán. Cần lưu ý rằng Xiaomi luôn có truyền thống phá giá cấu hình và trong năm ngoái, họ đã rất thành công với chiếc Pocophone khi chỉ với mức giá từ 7 triệu đồng nhưng đã được trang bị những thành phần phần cứng xử lý khủng nhất. Tức là nếu ông chủ Redmi đã tuyên bố như vậy thì mức giá của chiếc Redmi Pro 2 nhiều khả năng cũng sẽ tương đồng với Pocophone ở thời điểm ra mắt, tức là vào khoảng 7 triệu đồng. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán tạm thời của chúng ta ở thời điểm hiện tại và có thể mức giá thực tế của chiếc Redmi Pro 2 sẽ cao hơn một chút khi ra mắt, nhưng chắc chắn vẫn sẽ xứng đáng là những báu vật hiệu năng trong tầm giá. Và vừa rồi là một số thông tin mới liên quan đến chiếc Redmi Pro 2 mà X Studio đã tổng hợp giúp các bạn về những đặc điểm chính cũng như là nổi bật của nó trong thời gian gần đây. Chỉ còn một thời gian nữa là chiếc máy này sẽ chính thức lên sóng và X Studio cũng sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những kết quả đánh giá thiết bị này trong thời gian sớm nhất. Và vậy thôi, nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.